đây trưởng bàn nói nghe này, những cái quần áo như thế này nhá, mỗi nhà chỉ lấy một bịch thôi nhá, chia nhau ra, đừng có ai mà vào trước được là ôm mấy bịch này, những người khác không lấy được. Cho nên là chúng ta đều có nhà, đều có con trẻ em cả, cho nên là mỗi cái này mỗi nhà chỉ lấy một bịch thôi, xong nếu dư thì tính tiếp nhá. Có không lấy nhiều được không nhá, mỗi nhà vào chỉ lấy một bịch thôi nhá. Còn chỗ này thì mọi người được xếp chợ, ai vừa cái nào thì mọi người đến lấy. Còn cái chỗ này, cái bịch quần áo mới này thì mỗi nhà một bịch. Sợi nhiệm tùy nhu cầu, ví dụ nhà nào có con đít thì lấy, cái nhà mà không có con đít thì đừng có lấy nha. Rồi mời mọi người nào xuống đây chọn đi, chọn nha. Đây quần áo mới không, quần áo mới không. Rồi quần áo mới không ơi. Một cái đi, mỗi nhà một. Cái quần áo mà không có ở trong mấy cái bóng thì không có, anh lấy cái nào thì lấy. Đây là toàn quần áo mới không đó, quần áo mới hết nhá. Để chúng ta lấy quà luôn nào. Ừ. Thấy anh đông rồi. Rồi bà con lấy quần áo xong thì chúng ta sẽ đến lấy quần áo là vui nhất rồi. Lấy nhiều thì o cái thôi nhá, cái túi bóng là lấy o cái đi, có hai cái mới hết rồi. Toàn quần áo mới không đó, quần áo đang còn mát đó, quần áo chưa mặc. Ai lấy quần áo xong rồi thì chúng ta tiến về đường trước đi để chúng ta nhận quà. O cái đi, mỗi nhà o cái mới hết rồi. O là mấy? O cái là mấy? O cái là hai cái, y cái là một cái. Nếu mà mỗi nhà hai cái chưa hết thì lấy ba cái. Ba cái. Rồi chúng ta tiến về đường trước này đi nào. Lấy quần áo xong về đằng trước để lấy keo. Để lấy quà, để lấy quà. Lấy hết đi. Toàn quần áo mới không á. Không xuống lấy quần áo về cho con. Chưa có con. Đấy. Ồ, giày ngon nha, giày đó. Không lấy à? Đấy đó. Đó, người Mông là con nít nhiều lắm, cho nên là quần áo con nít ở trên đây là các em rất là thích. Áo mới đó, áo mới đó. Áo đang còn mát á. Lấy về nếu mùa đông mặc nhá. Còn cái nào mùa hè mặc thì đấy, áo mùa hè thì mặc ngay bây giờ. Ai chưa lấy thì vào lấy đi. Ai chưa lấy thì vào lấy đi. Cái này. Đây. Cái áo này này. Cái này chuẩn bị cho mùa đông mặc này. Đấy. 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 Ai chưa lấy quần áo thì chúng ta vào lấy đi nào. Lấy cho hết đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu tập trung để chúng ta nhận quà. Ồ, áo đẹp, áo đang còn mát mà.
áo mới mà. Lấy về cho vợ mặc. Ai chưa lấy quần áo thì vào lấy đi. Còn nếu chưa có vợ thì lấy cho người yêu nhá. Em nào chưa có kèo thì lại sơ phát cho vài cái. Thôi mời mời bà con tập trung về phía trước đây nào. Để chúng ta lấy quà. Mát á, bây giờ mát ở này. Hay là đứng đây đi cho mát nhỉ bác nhỉ? Hãy cho đứng đây đi. Đứng đây cho mát. Đứng đây cho mát. Mình chiến cho thôi. Hoặc là đứng lại đây bác. Thôi mời anh em tập trung hết lại đây đi để giới thiệu đoàn một tí rồi chúng ta lấy quà nhá. Để đứng ở bên này đi cho nó mát đi. Người Mông không có ý niệm về nắng hay sao á? Cứ thấy họ phơi ra nắng thôi. Lấy hết đi, ai chưa lấy quần áo thì lấy đi nào, cẩn trương. Lấy nhanh lên để mà phát quà để nhận quà nào. À, mấy anh em quay lại đi để chuẩn bị phát quà nào. Ông chú ơi, ông chú trưởng bán nào. Ông chú ơi, lấy vừa thôi, lấy đủ cho chúng mình thôi. Lấy đây, lo đây, tập trung đây, giới thiệu cái nào. Con được đôi giày con có thích không? Cầm cái này đây đi. Con thích không? Ô, đôi giày của con đẹp nhá. Ô, rồi. Anh tập trung hết rồi đi. Rồi, hết lòng cảm ơn các ân nhân của cả Tân Thanh Hóa đã thương cho quần áo để chúng tôi đem đây cho bà con người dân tộc Hơ Mông. Họ rất là vui khi nhận được những cái bộ quần áo này. Xin Chúa chúc lành chào con mời hầu cho quý ân nhân. Và nếu có thể được thì xin quý vị tiếp tục ủng hộ quần áo cho cả Tân Thanh Hóa. Quần áo mới càng tốt. Còn không quần áo mà mình mặc qua một vài lần rồi, nhưng mà bây giờ không cần thiết nữa thì mình cũng cho đi để rồi người khác đang cần. Xin quý vị tiếp tục gửi về Caritas Thanh Hóa thì chúng tôi có thể đem lên đây cho bà con trên người dân tộc Hơ Mông này. Đấy, thanh niên chắc đứng sang bên đây cả đi. Đứng sang bên đây cả đi cho nó đông đi. Đứng vào cái bên mát mát này đi nào. Vâng ơi, ông Định ơi, ở đây đi để giới thiệu phái đoàn tí, để rồi trao quà đi, không có mưa rồi lại không về được, để ở đây bà con lại mất mấy con gà. Đây tối là phải làm thịt gà ăn, này là uống rượu nữa này, say lắm à. Chúng ấy là phải bắt gà này. Dạ. Mời mấy bà con đứng gần vào đây nào. Ngày hôm nay thì hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.